Quý vị và các bạn thân mến, sáng hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2023, trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Sáng hôm nay ở vị trí điểm đầu của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thuộc địa phận của phường Tân Hòa của thành phố Vĩnh Long, các anh công nhân và các anh kỹ sư của đơn vị Định An đang tiến hành thảm nhựa tiếp tục những đoạn tiếp theo trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này. Và đây là cái lớp nhựa cuối cùng, lớp thứ 3 trên điểm đầu của tuyến cao tốc này. Thì xe chở đá cũng như là những cái xe lưu rồi những cái xe chuyên dụng tập trung làm việc ngay tại cái đoạn này rất là nhiều. Và sáng hôm nay thì khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ thôi, các anh làm việc rất là sớm luôn để mà đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, cùng lúc với dự án cầu Mỹ Thuận 2 thông xe từ thành phố Hồ Chí Minh về thẳng cầu Chà Bà của Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long là sẽ đi về Cần Thơ rất là nhanh chóng và rút ngắn cái thời gian đi lại của bà con mình. Trước đó thì mình đi khoảng 3-4 tiếng, thì bây giờ mình đi khoảng 2 tiếng là từ thành phố Hồ Chí Minh là mình về tới Cần Thơ luôn nha. Vậy thì cái quá trình làm việc của các anh ngay tại điểm đầu cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ sáng hôm nay như thế nào? Và ở cuối video thì mình sẽ cập nhật một đoạn toàn cảnh của cầu Mỹ Thuận 2 từ bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang, rồi sau đó là mình sẽ quay ngược lại để xem buổi sáng hôm nay ở cầu Mỹ Thuận 2 có gì thay đổi nha. Vậy thì quá trình làm việc của các anh hôm nay như thế nào, thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị, tất cả quý vị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.